Mời các bạn cùng điểm tin nóng tối 10 tháng 5. Đình chỉ vĩnh viễn tiệm bánh mì ba tê có dòi ở Thái Bình. Sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh báo cáo chỉ có 18 đường thuộc 9 ngập do mưa và triều cường. Thành phố Hồ Chí Minh còn gần 9.000 căn hộ tái định cư không có người ở. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đồng ý cho nhóm nhạc Westlife tổ chức hai đêm nhạc vào ngày 4 và 5 tháng 6 tại Cung Điền Kinh Hà Nội. Phim Lý Hải Trấn Thành chiếm gần nửa doanh thu rạp từ đầu năm đến nay. Tranh luận chuyện mời TikToker đào tạo tại Học viện Cải lương. Freelancer quay xe bỏ thu nhập 65 triệu đồng một tháng về làm văn phòng. Chẩn đoán u nang buồng trứng bên phải nhưng bốc u trái, yêu cầu báo cáo xử lý nghiêm vi phạm nếu có. Nhiệt điện Nhân Trạch 3 và 4 chậm trễ, thiệt hại 13 tỷ đồng mỗi ngày. Cảnh cáo cựu chủ tịch huyện Chư Sê tỉnh Gia Lai. Độc đáo quần thể danh thắng núi đá ở Đà Nẵng. Vali chứa nhiều vàng kim cương bị bỏ quên tại sân bay Nội Bài. Trường đua chó 300 tỷ đồng ở Hà Tĩnh đóng cửa im lìm suốt 7 năm. Điện Biên đón lượng khách đông kỷ lục, đạt doanh thu gần 2.000 tỷ đồng. Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa tận thấy hang động mới ở núi Đụn, có diện tích rất rộng, đi bộ hơn 3 giờ vẫn chưa hết các ngách trong hang. Chủ tịch huyện Trảng Bom xin nghỉ việc sau vụ 680 biệt thự xây trái phép. Gia Lai khởi tố nguyên cán bộ địa chính xã nhận tiền của người dân để làm sổ đỏ. Sáng 10 tháng 5, bắt đầu cho ô tô rẽ nhánh trước nút giao An Phú đi song hành cao tốc. Phật thủ Thiết Núi chia sẻ ảnh cây đa trăm tuổi bị đổ ở cột mốc số 0. Cứu hộ cá thể vườn đen má hung đi lạc vào đầm nhà dân. Thành phố Hồ Chí Minh khởi công nhiều dự án chống ngập. Hãy đăng ký nghe các khóa học MC chuyên nghiệp tại Học viện Truyền thông Z Cộng. Địa chỉ số 30, đường số 4, khu dân cư Cityland, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.